Ông Võ Văn Thưởng, 53 tuổi, quê quán ở xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ông Võ Văn Thưởng là thạc sĩ triết học, có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 12, 14, 15. Ông Võ Văn Thưởng từng học tại Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó có nhiều năm tham gia công tác đoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh và được bầu làm Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng từng là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Bí thư Quận ủy 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu lần thứ 10 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đến tháng 10 năm 2006, ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tháng 11 năm 2006, ông được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 2007, ông Võ Văn Thưởng được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 12. Đến tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu lần thứ 11 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 8 năm 2011, ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Đến tháng 4 năm 2014, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 10 năm 2015, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, ông được tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Đến tháng 2 năm 2016, ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông đồng thời là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, phụ trách Hội đồng Khoa học các ban đảng Trung ương và Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị, giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Ông cũng là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tháng 6 năm 2021, ông Võ Văn Thưởng là đại biểu Quốc hội khóa 15. Ngày 1 tháng 3 năm 2023, Trung ương Đảng khóa 13 họp bất thường giới thiệu ông Võ Văn Thưởng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 2 tháng 3 năm 2023, tại kỳ họp bất thường thứ tư Quốc hội khóa 15, đã bầu ông Võ Văn Thưởng trở thành Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.